thì nó chơi cuối cho nên nó khá là cho sắp thì nó là muốn gì dọn xe cháu và thọc tế và kê bọn tên là xe và phục tích thì cảm ơn chúng ta tiên nha lỡ ta chẳng là tên nó tế khổng nhá la nó mà dưới nhà yếu tôi tế mê trong trí cho mê khâu nó dưới nhà yếu tôi tế tiên yếu ta chẳng là ta chẳng là tưởng mô tế tụ cho nam mà tổng trai lên trai thiê hôi chú nam mà đánh từ nghĩa lý nó xưa lỡ khâu mà nhà tế tiên ôi dồi trai trai nhà yếu gì rồi đúng không nào ô ta chẳng là mong là mong chỉ muốn nhẹ tôi vừa tàu đi à có thể muốn nhẹ bỏ đi cho là cái vừa là cái gì chỉ tàu tan đi thế nè có thể vừa tàu chuyện này bơm bỏ đi nó là cái gì bao xíu quá chi nè và luôn nâng kẻ có cô chưa xí y lú lọ cấu và mọ y lú lọ cấu thấu đầy y lú lọ cấu và roi lú lọ cấu à vô đi già thế nè ta chỉ là tụi lọ mà ta tao giờ cũng thế này chứ bình long con lọ đó cái nào mà cho tiền thì mới đó chứ mà nên mà làm gì của rồi mà tới một phải lo đi lo người tao ý tuổi già này rồi thì tự già mà già kia rồi à đây quá thì lên thiệt cơ ấy giờ nên thiệt cũ mà nên thì tao này ta chỉ nó mà nên hạt tiền nên thiệt cũ nó lái tới gì mà ấy giờ một đi chả nữa nhưng một trong tết thì nó tả chân của ta một đôi son kế cố này đua nhỏ mong mong tay nồi xó tề yếu mua yếu đã chỉ có yếu nha ta chỉ cho khổng nó mà hạt kia là quay rồi này tiền cái yếu nó là cô kỳ cái yếu ná là cô kỳ cái yếu hậu là cô kỳ cái yếu à chỉ là cô kỳ cái yếu cho là cô kỳ cái yếu kho là cô kỳ cái yếu con trai là cô kỳ ai yêu chỉ chối giả chỉ thành gì đi thế luôn ê giả từ đó giả từ lần chơi tao một sai xế anh ấy vừa giả từ đó giả từ nó ta chỉ nằm mà cô cho nên một sai đó ta chẳng ô luôn này chờ nó mà hai kiểu quay đó nên giờ khó nó mà lúc chờ nó hai thì ấy lúc chờ nó chỉ là luôn nhất là hai thì chờ nó ta chỉ mà bên không hai thì à nó chứ cái lan lụa là chuyện nó chứ cái là cả nó là ta chỉ nó chỉ là cho nó là có chơi và mua cho không cho chi và khứ khứ nó tệ khứ khứ bất tài á ờ là do ta cho là do ta là do ta cho không cho chi và khứ khứ bất tài nó chỉ có thể vừa bây giờ một tháng này chỉ có thể vừa cho không à 100.000 hai chiếc. Chó cho 5 cái đây. Nhiều vô chó ấy cho bọn này là khử cho tính đấy ngó. Không. Một một tập một tập này. Cái kia ơ, tao nó mà cái kia. Chỉ vô nó tao nó nè. Bé chỉ vô bé một đôi khó chơi nè. Ta tránh ơ, cho nó mà tiết tiết đi lỡ lỡ. Mong mà mong ơi. Nên bọn em mong ơ. Ê, mong có vừa khó tính à? Không, xem người mèo xem mà mua cái gì nào. Người mèo ơi, đây xin núi lưng đèo người mèo ca hát. Châu xin cho các ta hóa lửa vừa mà. Ê, nụ xế núi luôn kìa. Ipô bê lu. Hả? Ipô bê lu. Ipô bê lu. Một nụ bà tỏ thế. Muốn là bà ta có vô tư có trọng mình hiểu tế khu à trọng mình thấy tế khu nữa tế khu chờ nó chờ nhau tế khu chờ à đó là cá chứ mình thiếm sai đi sai to chứ mất xe là tại vì nó chỉ tế dùng mình thiếu tế chờ và bỏ ứng mùa to thì ấy nó kỳ động ừ thì khó tự là cá chứ mình thiếu tế chờ nên trọng mình chỉ cô chỉ cho xe là lấy hũ cả cô đã có mùa trực nó này anh ơi quần áo dép anh ơi ừ, thôi được rồi này này em ơi ôi này em ơi
Ok bác à. Khôn quan em ạ, phải đi bác, sau bác, bác, là, bác, đấy là bác giới thiệu lại, giới thiệu lại sản phẩm nào. Giới thiệu lại sản phẩm nào, hôm nay là ngày bao nhưng nhiêu rồi? Chú là em tôi khôn lắm. Đi sau vợ là khôn ý. Ấy không, phải đâu, đây là rồi nhớ trong đó trường gì cái dân ca trường người ta lên cái tuổi ta xin nó phải chúng ta tỏ lo trâu à cái mùa khổng này gì chín tháng trước thế nào bỏ là mà bắt đầu cái gì ta tỏ nó lơ tới coi là một kiểu hay ê bà ta chết cái yoga thì nó tại kiểu cái yoga thì chết chắc có một nút tiếp theo nó chắc có một việc gì chừng đấy ê thế thì tập gì nữa trong trong lì trong anh do một cái không tin rằng do mà xua lơ sự kiện nè sĩ sáng tí nong hò gió mong in đăng nè qua bóng hay tia mong nhà lăng qua lòng dê dê lòng dê trí tăng qua lá trò trí tăng mua thấy nó nhau mua là lúa rơi lấy một con đã mang cho lấy quá là lúa là quá có dài quá mùi con khó tính. Ôi xóa quả chứ bác anh khỏe. Ôi trời ơi lâu không bác ạ, không gặp bác nhỉ. Hôm nay đưa gia đình đi chợ à? Hôm nay bác đưa gia đình đi chợ à? Dạ cả chị kia. À thế à? À chị đang mua hàng bên này gì? Em ở trên đầu bản này mà đi hỏi thăm em đi. Lúc nào có thăm em nhé. Ừ, em ở trên đầu bản này mà bản hố mướng mà. Ờ rồi rồi các bạn nhé. Má xanh xanh đỏ đỏ mua về cho em nhỏ nó vui nào. Vâng quần lẻ áo lẻ quần áo chơi. Quần áo đây anh ơi. Chào chủ quán nhá. Vâng ba chiếc cũng chỉ còn 100 ngàn đồng mà thôi. Tỏ chúng nó thì bố ta tỏ cho này là một xe chùa cái lan luộc cái một trong chỉ thờ không giờ trò lô à hậu trong cái trong cờ nòi lấy một phanh đi hết một kiện của đi chà ơ tỏ cho nó nhỏ mới chơi được coi cho tập thể giảm năm bao nhiêu nòi cái quần đấy đều tám cái hai chị em nhá đúng rồi tham bộ đấy nòi đấy đều tám cái đầu cái tất cả các sản phẩm của gian hàng chúng tôi đang bày bán tại hội chợ và đều có biển giá sắt ở trên cái vòng xoay nhé. Bà con tôi thì chú bác cứ nhìn vòng xoay bao nhiêu tiền thì giá sản phẩm nó là mấy nhiêu tiền. Vâng. Một lần nữa gian hàng chúng tôi xin thông báo. Vừa đẹp vừa sang lại vừa đàng hoàng lịch sự luôn nào. Nhanh chân nhanh ta lên nào bà con. Cái đấy là 9.000 đồng. 9.000 đồng. Đúng rồi, quần đứng là 8.000. Hai vòng đấy đều 8.000. Nhanh chân nhanh ta lên nào. Phá giá tất tần tật tết. Vâng, hàng đấy hàng có tổng 100% anh ơi. Vâng, hàng đấy ở thị trường có bán 180.000 đến 190.000 cái. Vâng, này bán còn có 9.000 đồng thôi. Vâng, giảm 50%, 170.000 giá thị trường. Vâng, này giảm khuyến mại có 9.000 đồng cái anh ơi. 9.000 đồng quá rẻ thôi. Rẻ ơi là rẻ. Em bán từ cụ khỏe tới cụ yếu và em bán từ người thứ tư cái thừa. Cái thứ thừa mua về nốt tủ phòng tủ quá chặt nó vào. Khi nó tao em mang ra tao dùng nào. Vâng quay tới quay bán hàng của anh mấy một ít mọi người anh ơi. Anh có số một ít nhập vừa. Đúng rồi rộng rãi thoải mái luôn. Có sấy mà. Nhắc lên anh chị em ơi. Anh nhớ đến tiền này. Có sấy đi ba cái 100 à. Ôi giời nó có tông ấy.
chỉ có 35.000 một chiếc, ba chiếc cũng chỉ có 100.000. Vâng, quần quần chân váy là có hai loại này chị em. Đúng rồi, cái loại dài là 160.000, cái loại lớn nữa là 140.000. Thì cái loại nào đấy? Mày rồi cô chú anh chị ơi. Ba sẽ dành đồ nào mua về cho em nhỏ nó vui nào. Vâng, quần lẻ này, quần áo cho em sáng tinh dài ở đây. Chỉ có 35.000 một chiếc, ba chiếc cũng chỉ có 100.000 đồng. Vâng, ba chiếc cũng chỉ có 100.000 đồng mà thôi. Hàng cực đẹp, giá cực đẹp. Anh chọn đi, chọn ưu tiên cái nào mang đây em quái cho anh. Có một không ai đây bà con cơ chú anh chị em ơi. Vâng, cơ ơi, giảm giá đặc biệt cho bà con cơ chú bác ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều và rất nhiều nào. Nhanh tay, nhanh chân lên nào bà con cơ chú anh chị em ơi. Hàng vừa rẻ, vừa tốt, vừa mới. Áo đây 4-5 cái em áo đỏ nhá. Đúng rồi, hai mẹ con đang xem đấy, 4-5 đồng cái áo của cháu đang xem đủ đấy. Rông ta xin mà vì em mua tao luôn à. Tao luôn là mình đúng rồi. Ô, tao xin mà giờ để coi nhẹ là tôi mấy tôi giờ nó nói giờ. Tao mà coi nhiều là tao mà cho nó cũng dùng theo nó tao gì mà nếu còn trong một cái mà chỉ dùng bốn năm nghìn cái là tao nó lấy mang về với sản phẩm của chúng em ngày hôm nay là tao để mang về cho gia đình mình những sản phẩm quần áo trẻ em giá cực rẻ đây, chỉ có 35.000 một chiếc, ba chiếc cũng chỉ có 100.000. Vâng, quần áo giá cực rẻ đây, giá cực rẻ luôn nào, chỉ có 35.000 một chiếc, ba chiếc cũng chỉ có 100.000 đồng. Nhanh tay mài rồi cô chú anh chị ơi, má dây xanh đỏ mua về cho em nhỏ nó vui nào. Vâng, quần lẻ áo lẻ quần áo trẻ em giá cực rẻ đây, chỉ có 35.000 một chiếc, ba chiếc cũng chỉ có 100.000 đồng. Vâng, ba chiếc cũng chỉ có 100.000 đồng mà thôi. Hàng cực đẹp, giá cực rẻ đấy nào. Mà giá rẻ như chân đế, mà giá rẻ như bèo và nhà nghèo cũng có thể mua được nào. Vâng, nhanh tay sẽ mua được và chọn đấy nào. Mài rồi cô chú các anh chị ơi. Hàng cực đẹp, cực rẻ đấy nào. Cực rẻ luôn nào. Ở đâu rẻ nhất chúng em bán rẻ hơn. Ở đâu khuyến mại chúng em khuyến mại nhiều hơn nào. Nhanh tay lên bằng con cơ thì cho anh chị em ơi. Ngày hôm nay chúng tôi về đây để phục vụ kinh bằng con cơ nó đâu là trong chương trình đã giặt tất cả các bạn hôm nào đấy bà con cô chú bác đang lai mắt gần xa đã là cả gần chợ nhanh chân đến với xa hàng của chúng em nào. Vâng, ngày hôm nay chúng em đang xả hàng thanh lý đồng loạt, hàng cực đẹp cực rẻ đây nào. Vâng, không đâu rẻ bằng ở đây, không đâu rẻ bằng ở chỗ này, không đâu rẻ bằng ở xa hàng của chúng em. Vâng, ngày hôm nay chúng em đang xả hàng ở chính ngoài lô hủ là chị hào người đi nào. Em đang đây gói cho em và dùng tất cả gia đình nào để mang về cho gia đình mình những sản phẩm quần áo trẻ giá cực rẻ đâu. Chỉ có 35.000 một chiếc, ba chiếc cũng chỉ có 100.000. Vâng, quần áo giá cực rẻ đây, giá cực rẻ luôn nào. Chỉ có 35.000 một chiếc, ba chiếc cũng chỉ có 100.000 đồng. Nhanh tay mài rồi cô chú anh chị ơi. Má xanh xanh đỏ mua về cho em nhỏ nó vui nào. Vâng, quần áo cho em giá cực rẻ đây. Chỉ có 35.000 một chiếc, ba chiếc cũng chỉ có 100.000 đồng. Vâng, ba chiếc cũng chỉ có 100.000 đồng mà thôi. Hàng cực đẹp, giá cực rẻ đây nào. Chúng ta giờ đó mà nó không tan được tao mà sao phải lúc đó nó ta tập đi chờ là phải lúc đó nửa nhận lấy một cái giả mua to lớn giả nó kiểu tập thì nó ta tỏ cái lúc đó mua rồi giả nó mà vừa lấy ở mua nó đâu được đâu mà cũng chưa được dùng gì mà quần đấy 20.000 cái em cái đúng rồi em lấy đi chặt đấy nào cho con bạn 500 năm cái 100.000 tao xử nó thì mình có tay bút chỉ nữa cụ thay lên nó sẽ được xoay nó không đâu sẽ bằng ở đây, không đâu sẽ bằng ở chỗ này, không đâu sẽ bằng ở gia đình của chúng em. Nào đây 100.000 cái bé ơi, chúng em đang sẵn sàng đi đăng hai mẹ con thử 100.000 cái. Ui là một đất bể hồng tê, ui là một cái lô hồng tê, ui là một cái này. Cực đẹp nha bà con cô chú ba chị em ơi, bà con cô bác mình đứng lên chưa đá thì có thể ngồi xuống lửa, thậm chí mệt quá thì có thể nằm xuống lửa luôn. Bà dùng bê mình chống hành nữa. Chúng đi trong vòng trong sông trong đi trong quen và để bán số 100 nhé. Đúng rồi, sẽ nhận được một đây ba chim mà họ tí chê dọa mong ê ờ à tao sẽ nói lọt rồi toàn giao kề tuôn nó thiệt tao chống dọa chưa rồi mà có vô thì tự một đâu tao kể dọa đi muốn đến là có là bé
dù có từ một con tới dù có từ một con tới gì muốn gì một chữ về trong lòng trẻ to là thế nói chung là trong khi thôi nên tôi ở của thali nó nên sửa sai thì nó tập cho nó trẻ thali nó sẽ nói giỏi chú à dù anh chạy nên mùa nên thôi nên tôi nên bỏ tạ của trong việc thu nói tạ để của chỉ mua là chỉ cuốn tạ đồ này là này giờ đối tượng tạ bài của anh học ba đăng ký là học ba tí to là giờ chỉ có nhiệt tệ cho cụ về phải sức khỏe cho cụ về cả cụ ha mỗi khi học cái chia sẻ cho nên là thật tốt thế nào nên tiếng sai của thế nào cho cụ thì thật tốt nào nói chung là sinh viên đồ cho thân yêu bye.